Chào các bác nhá. Sau khi em vệ sinh rồi ấy, thì đấy nhá, em quay này, nhớt vẫn nguyên nhớt nhật nhá. Em đóng nắp nước vào này. Đây. Vẫn nguyên nhớt nhật nhá. Và cái chỗ này em đã cậy hết ấy rồi. Cậy hết gọi là bị tàu vò nó đóng tổ, đây vẫn còn trong này nhưng mà em làm nổ rồi. Đấy, cũng nghĩa là cậy hết đi là sẽ lên ga được, đây bóp ga lên được này. Đấy thì em sẽ giật nổ và em lên ga này. Ok nhá. Đấy. Giật này. Đấy. Ok nhá.